Lại xin chào cô chú anh chị và các bạn đến với kênh của Lợi nha. Bữa nay là một video mới nữa gửi cho cô chú anh chị mình xem cho đỡ buồn ha. Hôm nay thì Lợi sẽ làm một món ăn và cùng nhau tâm sự về cái tiệc đầy tháng vừa qua. Cũng có một số ý kiến thì chút xíu nữa mình cùng nhau ăn và mình cùng nhau tâm sự nha cả nhà. Đây, thì trước tiên thì Lợi sẽ quay cái món ăn trước. Đó, bữa nay thì sườn non nè cả nhà ơi. Sườn này á, là người ta đi thăm đẻ vợ là đẻ cái bà con dòng họ đi thăm xong rồi người ta cho cái sườn này nè, cho rất là nhiều luôn, cái mẹ lại để ngăn đông không để dành ăn từ từ á cả nhà. Đó này, để coi là cắt là sao đây. Ủa, cắt một lần một cọng hay là hai cọng em? Một cộng. Đây. Đó, cả nhà coi miếng thịt sườn nè. Giờ cái chút xíu nữa mình chặt khúc ra mình ướp hả em? Chặt làm đôi. Vậy là chặt làm đôi đúng không? Chặt luôn. Để cắt ra xong thì chặt. Đây. Sườn này là sườn sườn non nè, cái này là mình chiên ăn cũng ngon nữa cả nhà. Ủa cái khứa nằm đâu ta? Anh chổng cục thịt đứng lên, anh nhìn có cái xương chỗ nào. Phô, đây phô. À, một tép hai. Một tép đó cha. Đây này, đây này. Đây phô. Cho nghe anh giữa nè. Cho lấy tay ra đi khứa vô tay giờ. Cho nghe anh giữa nè. Thịt nè. Rồi. Đó. Nếu anh xẻ thịt là phải lấy cái dao nhỏ kìa. Đó, bây giờ nó cũng bé, nó xẻ nó cũng ngon. Chừng nào chặt nó lấy dao bự nó dễ xẻ hơn. Đó giờ lại cũng không có xẻ cái thịt này nên cũng không có rành luôn. Cái dao này cũng bén thiệt chứ. Sườn nỉ nhà thường thường là mẹ lại hay là nhà thì thích ăn thịt vịt muối đó, nên là tái ăn muối chiên lắm cả nhà. Vậy cái cắt khúc ra cái muối chiên, giờ là mình chặt làm đôi phải không em? Ăn canh sao chặt mạnh lên dứt khoát một lần á, thịt nó mới đẹp. Ok nè, để ba rổ nè cho nó ráo. Ơ không được, không được, anh đang ăn chay đang dội nước. Okay. Thịt bây giờ lại chặt xong rồi nè. Nó ra từng khúc vậy nè. Chút nữa mình nướng lên nó thơm. Ngon lắm. Rửa cho nó sạch. Này là mẹ đã là rửa rồi. Rửa xong rồi mới bỏ tủ lạnh, bỏ ngăn đông, mới cả nhà. Rồi bây giờ mình rã đông ra. Rồi. Giờ là sẽ rửa lại thêm một lần nữa. Đó. Thịt sườn. Nhà giờ thì nói chung là chỉ có 4 người hả cô chú anh chị ơi. Có cha mẹ Lợi với vợ Lợi à. Còn thằng sữa thì nó chỉ uống sữa thôi. Đó, xong bây giờ là sẽ đi ướp nha. Cái này là thịt thì vợ Lợi đã trần qua nước sôi rồi đó cả nhà, cho nó săn lại. Rồi bây giờ mình sẽ ướp với lại sữa tươi không đường nha. Đó. Em làm hết hộp đó không? Không. Cái này là nửa nhiêu? Hộp, hai ký thịt đó. Hai ký thịt hả? Hai ký thịt nửa hộp. Cái này là không có theo công thức được cả nhà. Không có theo công thức nha cả nhà, anh thì là làm tùy theo khẩu vị. Tùy theo gia vị của mỗi người khác nhau nha. Tiếp theo là vợ lại ướp thêm đường nè. Đó. Bỏ đường vô, ướp. Thường thường là anh thấy người ta có bỏ mật ong đúng không? Mình đâu bỏ đâu đúng không? Có bỏ mật ong luôn hả? Rồi, đường. Nói chung là ở dưới quê Lợi á, nhà Lợi á, thường thường là nhà Lợi ăn hay ăn kiểu mặn mặn ngọt ngọt đó cả nhà. Và lúc nào cũng phải có chút xíu vị ngọt vào. Cỡ nào cũng có chút xíu vị ngọt vô hết trơn á. Sườn nướng hay kiểu cơm tấm á. Có vị ngọt sở thích nhà thì ăn thích ăn ngọt ngọt mặn mặn. Còn có lại đi ra ngoài miền ngoài thì có cái chỗ ăn lạc, có chỗ ăn mặn nha.
Còn nhà lỡ thì toàn là ăn ngọt, ngọt ngọt mặn mặn không à. Làm như mình ăn riết cái khẩu vị nó bị quen luôn rồi đó cả nhà. Đó, tiếp theo thì vợ lại sẽ ớp thêm nước mắm nha. Sườn nướng này thì chỉ ớp nước mắm với lại cà no thôi, chứ là không có ớp muối. Nước mắm và hạt nêm cà no. Nhìn cái miếng sườn rất là ngon ha cả nhà ha. Gì không có làm cà no luôn hả em? À là vậy chỉ để nước mắm thôi hả? Nếu mà nước mắm đủ mặn rồi thì thôi khỏi bỏ cà no luôn. Rồi nước tương. Đó. Tương cho nó thơm. Có muối. Nói coi cảm xúc anh hai cho là có muối. Anh hai kêu bỏ muối không bỏ cà no hả? Cái này là công thức anh hai chỉ với cả nhà. Tại bữa ổng về em cũng có nướng một lần rồi. Vậy mà nãy lại đọc cơ sao lại thấy không có muối. Thì ra là có muối nha cả nhà yêu. Đó. Nước cha lại đang dọn nhà. Đó. Ngày hôm qua đám tiệc cái nhà nó bị dơ nên bữa nay là cha lại đang dọn. Không, cho nó sạch sẽ luôn. Này ớp chút xíu nữa chiều thì mới nướng nha cả nhà. Chút xíu chiều mát mát rồi mới nướng nha. À, bỏ vô tiêu nè. Còn cái này tỏi thì lại đã xay cho nó nhuyễn rồi. Lại xay cho nó nhuyễn rồi. Cái mình sẽ chắc lấy nước, chứ mình không có ớp nguyên cái xác vậy luôn nha cả nhà. Không, mình không có ớp nguyên cái xác. Ớp nguyên xác nướng nó sẽ bị khét á. Nó bỏ thêm xí muối vào. Không biết mẹ bỏ mật ong ở đâu nha. Rồi em chắc cái đấy đi. Chắc cái tỏi đi. Chút xíu nữa nướng đỉnh thơm phức luôn cả nhà ơi. Ướp vậy thôi chứ đâu nướng sốt ha anh. Đúng rồi, ướp có thể ăn từ từ. Chứ hôm nay em thấy nhiều lắm á. Mỗi người một dĩa cơm là chừng cộng ha. Cộng hay cộng nấu nước mắm nè. Ướp cái mình lấy cái nước tỏi với cô chú anh chị. Ăn giờ không có nướng luôn kìa. Giờ không có nướng kìa. Cho nó thấm thì nào ăn rồi nướng. Chút xíu mình ăn mình mới nướng chứ. Mới ăn cơm mà giờ nướng cái này ăn nữa chứ không biết sao ăn nổi luôn á. Không có gà nướng anh ơi. Hả? Em bỏ thêm nước sôi vô. Rồi bây giờ thì vợ lại sẽ lấy thêm cái màu của trong cái hũ sa tế tôm á cả nhà. Bỏ vô cho nó có cái màu rất là đẹp. Thấy không? Chứ không có lấy hết trong cái hũ ra nha. Thấy tỏi á. Vậy lấy nước ấm. Không, có cái màu này vô nhìn đẹp liền thôi. Đúng là cái màu để dành để nướng thiệt chứ. Xuất sắc. Rồi bây giờ mình sẽ nấu nước mắm để mình ăn với cả cơm tấm nha cả nhà. Nước mắm thì sẽ nấu pha chế chứ không có ăn nước mắm tươi luôn. Vợ lại bỏ đường với lại nước mắm vô. Nước. Với lại nước lạnh, nước sôi phải không? Nước lạnh nước sôi thì cũng được, mình nấu hơn mà. Mình nấu cho nó kẹo. Nấu cho nó kẹo nó sệt lại nha cả nhà. Rồi công thức đó là nước mắm, đường và nước. Này ai có khóm á, cắt lá khóm bỏ vô ngon á. Có bột ngọt không? Có. Có bột ngọt luôn nha cả nhà. Rồi cho bột ngọt vào. Xong bắt lên bếp. Nấu chút xíu nữa đầm tỏi ớt bỏ vô. Đó bây giờ thì lại sẽ lấy cái muỗng gáo này. Lại sẽ nhắm lửa nha. Đốt lấy cái bếp ga bỏ lên. Xong rồi mình đốt vỏ này cháy. Xong rồi bỏ qua cái lò đó, rồi sẽ bỏ than vô. Như vậy là than nó bắt lửa rất là nhanh. Nó cháy rất là lẹ luôn. Lúc đó mình có than nhanh thì mình nướng luôn ha cô chú anh chị ơi. Tại vì cái muỗng gáo này là ở nhà không có cái khô kia đem vô cho một bao bự lắm. Đặng để dành á, hơ em bé cả nhà. Bây giờ lấy ra tận dụng để mình làm, mình nướng than luôn nha. Nướng vậy nó nhanh lắm. Đây này cả nhà, làm như thế này thì nó sẽ rất là bắt lửa, rất là nhanh luôn. Thường thường thì lại đọc bỏ than trực tiếp lên bếp ga, nhưng mà như thế này thì nó bén lửa lắm đó cả nhà ơi. Nóng dữ lắm.
sẽ chặt thêm. Bỏ vô nướng, nướng cho đã luôn, nướng cho đã luôn, nướng cho đã luôn. Đây, đây. Rồi vô chỗ đây. Trời ơi, cái cây mít này có một trái vậy cha. Ừ, hổm nhiều trái lắm. Mà có ăn được trái nào chưa? Có ăn được 2 trái rồi. Có hổm ra chùm trái nhiều lắm, cắt bỏ bớt rồi. Ra chùm 4 trái, cắt bỏ 3 rồi. Là để nuôi một thôi hả cha? Ừ, nuôi trái thôi. Mít này là mít gì vậy? Mít tôm, mít nghệ. Mít nghệ. Đó, cha lại nuôi gà đá đó cả nhà. Cái lại hỏi cha nuôi gà làm gì cho nói. Để gá chơi rồi mốt mà ngăn. Nuôi gà đá chứ không có ý không định có, đi đá nha. Ai coi được, ai có coi cái clip này thấy gà được lại mua bán luôn. ai thích chơi gà mua là cha lại bán luôn nha. Chứ cha lại không có đá, mua để cho con gái gì đó. Còn không ai mua thì để bằng thịt. Gà đẹp không rồi, bán gà đẹp không rồi. Đây cha lại đây cả nhà ơi. Cả nhà bữa nay thì hai cha con sẽ nướng thịt. Trời ơi, lâu quá rồi mới có cái cảnh này ta. Lâu ghê mới có cái cảnh nướng thịt này hả? Lâu quá rồi. Trời lâu luôn rồi. Trời ơi, để lên nó bốc khói. Từ ngày là vợ lại mang bầu tới bây giờ. Đó. Là cứ ở trển buôn bán không mà lại cũng ít về đây nữa. Nên là cũng không có clip nào quay cho cô chú anh chị mình xem. Trời thịt. Thịt nướng lên thơm bá cháy luôn cả nhà ơi. Sườn. Sườn nè, sườn non nè. Sườn này mà cô chú anh chị mình chiên ăn cơm thôi cũng là hết sảy không mà bảy luôn nha. Sườn này ăn rất là ngon luôn nha cô chú anh chị. Đó, giờ thì hai cha con ngồi nướng này không biết chừng nào xong nữa nè. Chúc gì vậy, chúc bạn gì vậy. Cơm tấm nha. Cơm tấm sườn bì chả mà không có bì chả nha, cơm tấm không. Cơm tấm với sườn thôi. Chắc trét cái nước lên cho thơm. Hàng giờ bắt đầu nè, đó giờ tở. Vàng thịt cái gì mà mới đó là nó cháy mạnh, lửa mạnh quá hả ta. Nó gì nước này chảy xuống nè. Cháy. Nước chắc trét lên cho thấm cho nè. Thịt gì ươm ngon quá trời luôn rồi cả nhà ơi. Rất sắc luôn. Thơm quá thật thơm. Dần dần này ở cho ai ở trên gió chắc chịu không nổi bỏ nhà đi luôn quá. Giờ ông bốc lên mùi quá thơm. Ngày hôm qua thì đồ ăn của đề tháng thì đã hết sạch sẽ rồi cả nhà. Nên là bây giờ là phải nướng thịt ăn. Chứ nếu mà còn đồ ăn thì chắc cũng lấy đồ ăn ăn chứ không có nướng thịt luôn nữa. Nên ngày hôm nay thì vẫn nướng thịt để ăn cơm nha cả nhà. Cơm tắm. Vợ lợi thì bây giờ đang thay phiên nhau để giữ thằng sữa chổng. Quá trời có đứa con thiệt sự luôn cả nhà. Có con rồi mới biết gì người ta. Thiệt sự là không ngủ nghe gì được với nó luôn á. Nó thì nó thức ban ngày. Nó ngủ. Ủa nó thức ban đêm. Nó ngủ ban ngày. Ngủ ngày cài đêm á cả nhà. Chút xíu nữa mình sẽ lên mình ăn rồi mình tâm sự nha cô chú anh chị ha. Giờ nướng thịt đi. Bây giờ nướng cái này nha chắc. Con nghĩ là mình nướng đủ ăn chắc mấy kịp thời gian. Còn cái đó chắc để mai nướng tiếp quá cha. Giờ mình nướng trước như đây đi. Cái này rất rượu ha. Cha muốn ướp có rượu nữa hả? Cái rượu vô đó ngon. Ủa cây vú sữa hồi Tết ăn quá trời. Hồi trái luôn á cả nhà. Vú sữa hồi Tết là ăn không hết luôn á. Mà bị dồi nữa. Sao năm nào cũng bị dồi hết trơn. Có cây dưới năm nay quá trời trái luôn. Cái cây. Đây là quay cho cả nhà coi cái cây này nè. Hết trái rồi chứ tôi không hái gì là. Cái cây này là ai tới nhà cũng leo lên hái hết. Ai tới nhà cũng leo lên hái hết. Mà ăn hoài nó mới vừa hết luôn á. Trên cây giờ cũng còn á cả nhà. Nếu mà sót lại cũng còn á. Một cái trái, giờ ba trái à. Sáng giờ thấy hai trái mà là biến trời lên hái. Hái cũng dồi không à. Cao quá là biến tèo. À nó chín ăn liền chứ để chín quá là tự nhiên có dồi. Dồi nhiều lắm. Nó săn thật ngon vậy. Cái này vô thì nó đỏ tươi. Không. Cái này lên cho nó
Sườn này ăn cơm là hết sảy rồi cả nhà ơi. Sườn non ăn ngon lắm. Rác vô cái bốc khối lên liền. Rồi bây giờ mình sẽ đợi tới khúc lên bàn ăn nha. Tình hình là nãy giờ hai cha con nướng có nướng có 8 cục thịt mà cha giao cho đất hết 2 cục rồi. Nãy giờ nướng chín hết 2 cục rồi, rớt 3 nó hết ráo xuống đất. Nãy chắc ngồi đây nướng quên dây giá thổ địa. Trời ơi kìa. Tạo nướng gì kỳ quá. Lâu quá rồi không nướng lục nghề. Gì về cấp rồi. Trời đất ơi. Rồi lâu quá cha lại không có làm, không có nướng, giờ lục nghề rồi cả nhà ơi. Chết rồi, không được rồi. Này là chắc phải thường xuyên quay clip mới được quá. Chứ không quay clip gì là cha xuống tay nghề liền. Rồi ngày xưa nướng gà, nướng ruột hiền, ruột heo đồ cha làm rớp rẻn lắm chứ bộ. Lâu quá. Nhớ nếu mà ở mình nướng, bữa mình nướng ruột bò thì ruột bò phải không? Ruột bò à. Ruột bò mình đào cái lỗ đây nè mình nướng nè. Bữa nào đào. Bữa nào đào nướng nữa. Đào lỗ cho con ngon nướng mua vịt về nướng. Mua vịt. Sao con thấy thì có cái lù người ta nướng trong cái lù ngon lắm cha. Nướng cái lù đó phải có rơm. Vậy hả? Rơm mình đốt, mình bỏ lù, mình đốt rơm để giữ cái lù nóng nó mới chín. À. Chắc nướng như đây hước thôi mẹ. Chút lấy kéo cắt ra. Đất ăn hết miếng. Hai miếng, đất ăn hai miếng luôn. Chút cái nào mà nó khét quá cái mình lấy kéo mình nhấp ra nha cả nhà. Đó, giờ cả nhà thấy không? Vàng ươm. Ngon lắm. Khi mà kêu lên cao rồi đó. Có cái trang có cái giá đâu có giá trần nước mắm đây tự trang luôn kìa. Đó, xin chào cả nhà nha. Bữa nay là series tâm sự cùng gia đình của Lợi tiếp tục, nhưng mà hôm nay là chỉ có hai cha con thôi, vợ Lợi thì quay còn mẹ Lợi thì ở trỏng đặng giữ em rồi cả nhà ơi ha. Nay nói chung là giờ nhà còn nhiêu quay nhiêu nha cô chú anh chị. Rồi cảm ơn mọi người nha, xin mời mọi người nhập tiệc cùng bữa cơm ngày hôm nay. Thì hai cha con Lợi sẽ ăn cái món này nè, sườn nướng này nướng tại nhà luôn nha cả nhà ơi, quá trời thơm ngon luôn rồi. Này là nước mắm nè, đây là múc cho cả nhà mình xem nè, cái độ sệt của nó nha. Đó, thấy vậy thôi chứ không có ngọt đâu nha cả nhà ơi, nó cũng ngọt ngọt mặn mặn vậy đó, cay cay. Ăn với lại cơm thì rất là vừa ăn. Còn cái này là mắm chưng, mắm chưng nha, mẹ Lại chưng hồi trưa á. Rồi Lại xin mời cô chú anh chị mình nha. Chan rồi. Chan đi cha, rồi, chan nước vô. Mắm vô. Vô, à lê. Quá trời rồi, không có quay YouTube rồi, nay là quay lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Lâu quá hả? Đây. Quá trời đẹp luôn không cả nhà? Đó, nước mắm sệt ngon ghê chưa? Mắm kẹo luôn. Nước mắm kẹo nha. Đó, chan tầm khoảng một muỗng rưỡi nha cả nhà. Quá ngon. Rồi, mời cô chú anh chị mình dùng nha. Hồi trưa là chỉ ăn cơm với lại mắm chưng không thôi à. Còn bây giờ chiều thì nướng thêm thịt. Mời cả nhà mình nha. Vô. Lâu quá. Ngon quá quay rồi, không biết nói sao. Ủa nước mắm ngon quá cả nhà ơi. Ủa không có ăn thịt hả? Ăn chứ. Ăn cơm với nước mắm cũng ngon. Ủa nước mắm ngon lắm cả nhà. Công thức là nửa chén nước mắm, nửa chén đường, nửa chén nước, một muỗng cà phê bột ngọt. Làm y chang như vậy là đảm bảo ra y chang như vậy luôn. Cả nhà cứ làm thử đi. Nếu mà cả nhà ăn khẩu vị giống Lợi sẽ cảm thấy rất là ngon nha. Giới thiệu ớt thịt luôn. Ớt thịt thì quà ớt không biết, còn không biết. Mời cả nhà mình. Ủa cha, nè cha ăn cục này đẹp chẳng ngon. Để đi. Đó, để qua bên rồi. Đây, nước mắm ngon đây, đây. Cả nhà coi sườn nướng nè. Đây đó. Mời cả nhà mình dùng nha. Ừ.
lúc tầm bậy tầm bạ mà sao ngon dữ ta. Giờ còn nhớ không nha. Hoài chắc không nhớ công thức đâu hả? Thịt nấu này kiểu này là chết rồi. Thịt ngon. Ngon. Thịt rất là mềm. Lúc vừa ăn có mềm hơn. Mềm hơn. Cho con thấy ớp. Ớp ngon hơn ớp tiệm luôn á cha. Đúng rồi. Tiệm thịt nó có queo mà ăn nó ngon. Em ngon nha. Hồi nãy là 6 muỗng đường đúng không? Đúng rồi. Nhớ lại coi. Ngon. Hàng lát vô cho 9:30. Ngon 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 ngon. Rất là vừa ăn đúng cả nhà. Tiệm nó khô, thịt khô mà nhiều nó không có bằng. Ừ, nhớ nha, 6 muỗng đường. Nửa hộp sữa tươi không đường. Như 3 muỗng bột ngọt ha. Không, 1 muỗng hả? Có muỗng hả? Muỗng ngọt dạng cái muỗng mà ăn tàu hũ, muỗng bự, chứ phải muỗng cà phê, cũng không phải muỗng ăn canh nữa. Lớn hơn muỗng cà phê, chúng ta thành 2 muỗng cà phê đi. Đúng rồi, 2 muỗng cà phê á. 2 muỗng cà phê đường, 2 muỗng cà phê bột ngọt. Nước mắm. Nước mắm hồi nãy 5 muỗng. 5 muỗng. 5 muỗng ăn canh. 5 muỗng ăn cơm. Ăn cơm bình thường á, ăn cơm cái muỗng mà bự bự ăn cơm á, muỗng inox ăn cơm mình á là 5 muỗng. 2 muỗng nước tương. 2 muỗng nước tương. 1 muỗng cà 2 muỗng cà phê muối. 2 muỗng cà phê muối, muối bột. 2 muỗng cà phê muối bột. Đó. Nước mắm nè. Nếu mà cả nhà có muốn ướp để nướng á, với lại cái màu màu dầu điều á cả nhà. Màu dầu điều rưới lên. Nếu mà cả nhà muốn có ý định mà nướng thịt đó thì hãy làm y như vậy, lại đảm bảo sẽ rất là ngon nha. Ngon lắm luôn á. Còn hả muốn ít ngọt thì dập đường lại. Làm thử đi biết. Ngọt ngọt mặn mặn. Trời ơi, mềm, thịt mềm. Thịt mềm ghê luôn á. Em nghĩ mềm chắc do sữa tươi không đường á anh. Cắt lại qua. Mềm quá. Mà thịt nó cứng. Nãy hả? Nãy là không có bỏ mật ong nha cả nhà. Không có lẩm đà. Nãy là không có bỏ mật ong. Cũng không có sữa đặc luôn hả? Không bỏ sữa đặc luôn. À, 3 muỗng dầu ăn nữa. Ở nhà không thích ăn béo thì được, bỏ dầu ăn nó cũng được nữa. Tại dầu ăn nó cũng đâu có gì gì đâu. Không, bỏ dầu ăn cho nó bóng thịt ăn. Nãy mình có nước dầu hào phải không? Nãy không có dầu hào rồi vẫn ngon à. Cái này phải có dầu hào mà mình hết. Nếu mà có dầu hào bỏ vô chừng muỗng nữa là nó đậm vị hơn dữ nữa. Nước mắm cũng ngon quá. Nước mắm cũng ngon quá. Y chang người ta bán mà tìm luôn á. Cái gì? Bữa nay làm tầm bậy tầm bạ mà sao mà nó ra ha. Còn có bữa mà nghiên cứu quá trời làm không ra đống ôm vậy đó. Mà thật ăn ngon hơn người đêm. Rồi. Chung là clip này á, nãy giờ cũng đã review đồ ăn xong rồi thì tiếp theo thì lại xin phép vừa ăn vừa tâm sự với mọi người nha. Đầu tiên thì lại cũng cảm ơn ngày hôm qua lại có đăng một cái clip và đầy tháng con của lại á, lại xin cảm ơn quý ông bà cô chú đã có những cái bình luận như thế này. Đó, đây là những bình luận chúc mừng, lại xin đầu tiên là lại cảm ơn tất cả mọi người đã chúc mừng cho gia đình của lại nha. Rồi thì nói chung là comment của quý diễn giả là lại đọc cặn kẽ hết. Dạ, lại đọc quay lại là lại đọc nhiều, lại đọc qua nay là có đọc nhiều rồi. Thì cũng có một cái vài cái comment của cái anh này như thế này. Thì ảnh nói là, để lại nhớ lại coi. Anh nói là phú quý xin lễ nghĩa. Phú quý xin lễ nghĩa. Nói chung á, cái ý của ảnh á là theo như lại nghĩ ha, là ảnh nói là kiểu như là chắc có tiền rồi á thì còn tổ chức này kia kia nọ á. Đó. Thì em cũng nói với anh vậy nè. Em nói riêng với anh thôi ha. Nói chung á là cái tiệc đầy tháng á, thôi nôi á ở miền Tây mình nè, hoặc là nói chung là cả nước Việt Nam mình luôn nữa. Tiệc đầy tháng thôi nôi là cái phong tục rồi. Bất cứ nhà nào á, nếu có con á thì người ta sẽ tổ đầy tháng người ta sẽ tổ chức một cái thôi nôi một cái, đúng không? Cái đó là em nói thiệt với anh, không phải là có tiền mới làm được, không có tiền làm vẫn được nha anh. Nếu mà người ta có kinh tế á thì người ta sẽ làm đầy đủ tiện nghi hơn, người ta sẽ mời khách đông đủ hơn, đúng không? Còn nếu mà không có điều kiện á thì người ta sẽ làm nhỏ lại. Cỡ nào cũng phải tổ chức một cái lễ để cúng ông bà, cái đó là cái lễ đặt tên, đúng không cha? Đặt tên. Đầy tháng là cái lễ đặt tên. Nên là
bắt buộc là cỡ nào cũng phải có hết trơn á. Đó là mình cúng ông bà để mình đặt tên cho con của mình. À, còn khi mà người ta có điều kiện á, thì người ta sẽ làm cho nó đông vui hơn. Không có điều kiện thì mời trong gia đình anh em đúng không? Còn khi mà có làm được đồng tiền rồi đó, làm được có đồng ra đồng vô rồi đó, cảm thấy là trong đủ khả năng của mình á, thì mình sẽ làm trong cái gom gọn cái khả năng của mình là mình có thể mời thêm bạn bè nữa. Thì cái đó là cái lễ, cái tiệc để mời những người thân thuộc của mình, bạn bè thân thuộc của mình và dòng họ của mình lại chơi. À, cái đó là cái điều tất nhiên rồi, chứ không phải là giàu rồi mới làm. Nên là cái câu là phú quý sinh lễ nghĩa là em thấy nó không đúng, thấy không? Tại vì cái tiệc này thì cỡ nào cũng phải có thôi, tùy theo khả năng của mỗi người thôi. À, còn anh bảo là tội nghiệp cháu bé không ăn được gì. Trời ơi, con em mới có 1 tháng tuổi thì cúng ông bà thì mời ông bà cha mẹ rồi bạn bè thân thuộc tới rồi ăn thôi, chứ nó còn nhỏ mà sao nó ăn mà anh tội nghiệp vậy là sao được. Nhỏ còn nhỏ xíu, bú sữa thôi chứ ăn gì, đúng không? À, mâm cao cổ đầy làm gì? Mâm cao cổ đầy em cũng đã nói rồi, tùy theo khả năng. Nếu mà mình có dư chút đỉnh thì mình làm cho khách khứa tới, người ta ăn cho nó ngon miệng, đúng không? Mình mời người ta đến thì mình phải có một cái gì đó ăn cho nó vừa miệng, đó là sự tôn trọng khách đến chơi với mình. Cái đó là cái điều quý nhau, đúng không? Nên là em nghĩ là cái mâm cao cổ đầy thì tùy theo khả năng thôi, nếu không có thì anh làm bình thường cũng được nữa đó, chứ không có vấn đề gì hết trơn á. Rồi anh nói chủ yếu là tập trung để cho người lớn ăn nhậu. Em hỏi thiệt với anh đó, trong tất cả các buổi tiệc đầy tháng thôi, nồi đám dỗ, đám quại, đám cưới, tất cả các loại đám luôn, cỡ nào mà không có ly rượu, ly bia. Cái này là em nói thiệt, khách tới nhà không trà thì cũng mời người ta ly rượu, ly bia, đúng không? Cái đó là cái chuyện tất nhiên rồi, đám tiệc nào cũng phải có hết trơn á. Tại vì tụ họp lại với nhau, nâng ly bia chúc cụm với nhau mừng, chứ không lẽ giờ cứ cầm ly nước trà cụm, đúng không ạ? Còn đàn ông mà ở dưới quê em, mà đàn ông mà anh đã kêu người ta cầm ly nước ngọt cũng không biết ai mà cụm nữa, thiệt sự. Đặc biệt là ở quê miền Tây là anh em người lớn, người ta đàn ông người ta rất là thích nhậu, nhậu rất là vui, khi người ta đến tiệc là phải nhậu đó. Nên là em không biết cái suy nghĩ của anh là như thế nào, nhưng mà em cũng có đôi lời muốn chia sẻ với anh là như vậy, chứ không phải là cái ý thứ nhất của anh đó là có tiền rồi về đặt làm này làm kia. Đó là không phải, và không có em cũng làm cho con em nữa, làm ít làm nhiều tùy theo khả năng của mình thôi. Rồi thì có đôi lời chia sẻ với anh trai như vậy nha. Em cũng cảm ơn anh đã xem cái kênh của em, mong rằng anh đừng có suy nghĩ vậy thì cũng tội nghiệp cho em nha. Rồi em cảm ơn anh nhiều. Tiếp tục ăn thôi cả nhà ơi, ngon quá. Thì em có đôi lời chia sẻ vậy thôi. Cái nướng mình mà nó chín, nó trong luôn nha. Trời, lửa hàng quá trời. Nướng nó chín gì lắm. Mấy con thơm chín. Em thấy nướng cũng lâu, 40 phút rồi. 41 phút rồi. Cha mai còn cha nướng ăn cơm nữa cha. Ừ. Mai chưa trưa nữa. Đúng rồi, ăn nướng liền mới ngon. Nướng này liền. Có nước mắm ăn cơm ngon quá. Mắm này cha không khó, cha bỏ tủ lạnh để lâu ăn được. Cái này mình ăn mới mình bỏ vô keo của bạn. Tại con nấu chín rồi. Ừ, đúng rồi, nước mắm là cả nhà phải bắt lên nồi nấu nha. Ăn bóc là ngon nhất cuộc đời cũng đời. Thành mình thôi. Nước nữa thì ăn ngon hơn cái chiên. Không. Chiên ăn ngon. Cục này mỡ quá ta. Đám tiệc mà có ai đãi đám tiệc mà không đãi bia đãi rượu nhậu. Tôi ngày tới ăn không. Đúng rồi, mình đi tới đám tiệc thì bà thì người ta uống nước ngọt. Bà uống nước ngọt, ông cũng phải có rượu bia rồi chứ. Ông mà phải có rượu bia. Đám nào cũng vậy hết trơn. Không có nói riêng gì đám đầy tháng hay nôi hết trơn.
con thấy đám nào cũng phải nhậu nó mới vui. Rồi nó cứ dỗ rồi tháng những đám tiệc đó là phải có rượu bia. Phát thanh luôn rồi. Không thôi rồi. Giờ là phát thanh là mấy giờ ta? Giờ chắc năm mấy à? Năm rưỡi à? Cha hay về hết năm mua. Đúng năm rưỡi rồi à? Phát thanh nãy giờ lâu rồi. Trời ơi, nãy giờ quên ăn mắm kìa. Con thịt ngon quá quên ăn mắm luôn. Có thịt bỏ mắm hả? Cái lá này á, người ta nó ăn được, ăn thử coi. Cái lá gì kêu lá gì mọi người? Thì là thân gỗ. Đúng rồi cả nhà, nó có cái mùi thì là. Vậy mà hồi đó mình thuốc cây dương, cây thông gì để chưng không à? Ngâm nào? Ngâm nào? Hơn giờ nó mới biết á. Anh Hải cũng nói mới biết á trời. Ừ, chị Hơn nữa. Chị Hơn hôm nay trả năng được. Năm nào cha cũng làm bụi cao thiệt cao. Tết năm nào cái nhà cũng thấy đúng không? Đấy, trước. Cả nhà muốn lại quay nấu cái gì nữa cả nhà comment cho lại biết nha. Nhiều khi giờ quay clip lại á, suy nghĩ ăn món gì cũng không biết luôn nữa. Từ lúc lại vợ mang thai tới mà lúc đi đẻ luôn là hai vợ chồng lại lên ký dù dù luôn á cả nhà. Lâu quá trời rảnh có ăn mấy con tôm cua bự bự ha. Từng ngày không quay clip là hình như không ăn luôn á ha quả ha. Thì cái mùi thì thà thì là mùi nó hôi, cái mùi rau thì là nó là vậy á, cái rau đúng rồi là nó còn nặng mùi hơn nữa. Rồi thôi nếu đây thì hai cha con Lợi cũng xin cảm ơn quý vị khán giả đã yêu thương và quan tâm gia đình Lợi xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Bây giờ Lợi xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở clip sau nha. Bye bye mọi người.